khô hết đồ. Trên đây còn nữa nè, rau nhiều lắm nha. Đậu rồng này ở ngoài chợ trời cũng thấy họ bán cũng mắc lắm á, mười mấy đồng. Bây giờ đó, mình sẽ dằn dưới gốc cho nó im nè. Đây các bạn ơi, cái dâu dấp cá Cẩm Thạch của mình nè, hôm nay màu sắc rất là đẹp ha. Hôm bữa mình cắt ăn hết một đợt rồi, bữa nay nó lên lại nè. Đây là một cái giống vườn nhà mình trồng cũng được, năm nay là năm thứ hai rồi, từ Nam Cali ha. Dâu dấp cá Cẩm Thạch nè ha. Mình trồng trong cái thùng xốp thôi, chứ mình không dám trồng dưới đất, nó bò rất là nhiều. Màu sắc rất là đẹp ha. Còn đây, đây là rau dừa ha. Hôm bữa mình mới trồng lại trong cái thùng, bữa nay nó bò lẹ quá các bạn. Mới chưa được bao nhiêu ngày nữa mà nó bò quá trời bò rồi. Đây là những trái hổ qua nè, treo lẳng tẳng trên giường ha. Hổ qua này thì hổ qua bạch tuyết nè. Có nhiều loại lắm, bây giờ mình cũng không nhớ hết nữa. Bên đây thì hổ qua này là bây giờ mình cũng chưa biết hổ qua gì nữa, chắc giống giống như hổ qua Ấn Độ hay gì cũng không biết nữa. Năm nay thì mình đi Việt Nam cho nên nhiều thứ bị thất mùa lắm. Có riêng mỗi ớt á, thì các bạn thấy nè, những cái ớt Sừng Châu này 2 năm tuổi ha, cà chua thì cũng lai rai, những cái ớt này cũng cũ rồi. Đây là cái kinh giới nó kêu gọi bún riêu nữa nè. Dao này là dao tía tô Nhật ha. Qua bên đây thì cái đám rau ngổ của mình mới cắt có được tầng mấy, 2 tuần thôi mà nó đã bò nữa rồi nè. Cái này là đang non, mình có thể hái ăn tiếp ha. Mùa hè thì mình càng hái nó càng bung ra nha các bạn. Trong đây thì mình có 2 loại rau ngổ lận nè. Một cái rau ngổ này, rồi cái rau ngổ này là một cái loại khác nữa, cái cọng nó to hơn ha, nó không có lông. Bên đây là cái dàn khoai mỡ của mình nè, nó bò quá trời bò luôn. Vừa mớp mà vừa khoai mỡ mà vừa hình như là có bí đao nữa thì phải. Bây giờ hột nó lên lẫn lộn tùm lum hết. Đó, đây là lá mè ha, quá trời bự lá mè. Qua đây thì cái đám xà lách nè. Xà lách này hôm bữa mình mua ở Đeo, mình về trồng. Có những cái cây xà lách cũ của mình hột nó lên lại nè các bạn. Nó rơi hột xong rồi nó lên quá cho lên luôn, hình như có tí tô nữa hay gì á. Thì bây giờ đợi nó lên lớn lớn thì mình bẻ ăn mầm thôi. Rau quế hôm nay tốt quá trời tốt, rau quế nè. Rau quế này thì ăn phở ha. Cái mẹo nhỏ của các bạn nè, nếu mà muốn phát triển lá thì mình phải bứt hết cái bông này đi nha các bạn. Mình để mà quế nó nuôi những cái bông này á, là cái lá nó không phát triển lớn ha, nó sẽ nuôi hột, nuôi bông nè. Thì cái mẹo mình muốn chia sẻ ngày hôm nay nữa là mình phải ngắt hết những cái bông này bỏ, để cho nó tập trung nó nuôi cái lá to lớn ha. Các bạn thấy không, những cái lá quế của mình rồi nè, cũng khá là lớn ha. Qua đây thì cái đám cần nước nó cũng đang lên ngon èo nè. Hôm bữa mình cắt ăn hết lẩu mắm rồi. Đó. Đây là rau đắng nữa nè. Rau đắng mình chừa một khóm chánh giữa, bữa nay nó cũng lên dục tươi tốt quá nè. Chắc như đây xào ăn cũng được dĩa đó các bạn. Nó lẫn lộn 1 cọng 2 cọng cần nước vô bởi vậy. Bây giờ nó bò tùm lum luôn. Có rất nhiều bạn hỏi mình làm thế nào mà trồng cây ớt ra nhiều trái như vậy. Thì mình xin thưa với các bạn rằng á, là cây ớt nếu mà các bạn muốn trồng nó phát triển mạnh tốt thì nên trồng vô cái chậu lớn nha các bạn, khoảng 20 ga lông, 10 ga lông cũng được nữa. Nhưng mà để có một cây ớt mà cổ thụ giống cây ớt Sừng Châu của mình bên kia là mình đã trồng vô 20 ga lông. Và cái cây ớt Japanese White Eagle của mình hôm nay mình cũng đã trồng vô 20 ga lông ha. Đó, từ lúc mà nó còn chút xíu mình đã trồng vô 20 ga lông rồi. Các bạn thấy trái quá trời luôn.
mình có hái ăn la rai nha các bạn. Nhiều quá trái nó không to đâu, nhưng mà ớt này một khi chín nó cay nha các bạn. Nó cay là vì nó đủ dinh dưỡng cho nên nó sẽ cay. Còn có nhiều cây nó không cay là do nó thiếu dinh dưỡng, chứ không phải là mình bón phân gà nó mới cay nha các bạn ha. Đó là một chút ít chia sẻ về cây ớt của mình ha. Cảm ơn các bạn nhiều đã luôn yêu thương kênh của An Tánh và ủng hộ An Tánh ha. Rồi, sáng sớm mình ra mình thu hoạch đậu rồng cô chú anh chị ơi. Cái ớt này nó cay lắm nha. Ớt này là cái ớt Japanese Eagle, cái loại ớt của Nhật á. Ớt này nhà mình mới trồng năm nay nè. Chỉ hai trái thôi. Ôi, đậu rồng thấy thương không cô nè. Wow, đậu rồng nè. Đậu rồng mình thu hoạch đợt này là đợt 2 ha. Hôm trước mình thu hoạch mà mình không có quay phim. Đợt 3. Đợt 3, đợt hổng có mấy trái thôi, đợt đầu có mấy trái à. Trái mà nó còn trắng trắng vậy là nó non nha các bạn. Wow. Cái trái đậu rồng mà mình để nó xanh lè, xanh lét là trái nó già đó. Hái lận có nhiều, chừng chục bậy vậy thôi. Chứ nhiều thì tại nó vì không có. Năm nay nhà mình đó, đi Việt Nam á, thành ra là đậu rồng mình không có chăm sóc được nhiều. Rồi đợi xíu đi con. Núp ở đâu không? Bên đây nè, núp bên đây. Ở trên còn. Trên dài dài ở trên hồi nhiều lắm. Đậu rồng này là giống đậu rồng tứ quý. Đậu rồng này là nếu mà ở Việt Nam á là nó có trái quanh năm á. Còn ở trên đây còn nhiều lắm nha mẹ. Còn bên đây mình thì chỉ có mùa hè thôi. Cũng giờ cũng sắp hết mùa hè rồi. Mà nghe bạn Sang nói là cái lá đậu rồng non á. Mình chấm nước cá kho mình ăn ngon lắm mà mình cũng chưa ăn bao giờ. Nhiều quá, bữa hổm ăn đâu có hết đâu. Trên đây còn mẹ. Wow, nhiều lắm nha. Đậu rồng này ở ngoài chợ trời cũng thấy họ bán cũng mắc lắm á. Mười mấy đồng sao. Ở trên nữa kìa mẹ. Trên trái đó hái luôn đi thôi, nó già. Đó, các bạn thấy không, cái trái mà nó còn nó trắng trắng, nó xanh xanh vậy nè. Mà đừng để xanh lè nha, xanh lè là cái trái nó già. Già để làm giống luôn. Đây trái này nó núp trong đây nè mẹ. Cầm cầm này coi. Bên đây nè. Nó bên chỗ cái tay mẹ nó kìa. Đậu rồng nè. Đậu rồng này sang trồng cũng dễ lắm, không có khó. Mình ở miền Bắc Cali nha các bạn. Mình trồng đậu rồng được nè. Năm nào nhà mình cũng trồng đậu rồng nè. Rồi bông điên điển nè. Hổ hoa đầu năm nào nhà mình cũng trồng á. Hơn ạ, gỗ này chắc hơn. Lấy đại gỗ, gỗ hơi nhỏ. Mấy cái gỗ này là hôm trước Phượng đi đai sò đó, Phượng thấy Phượng mua. Hết chưa mẹ? Nè con thấy dưới gốc này còn trái, mẹ hái luôn đi. Cái trái này nè. Trái đó hái đi. Cái này à? Dạ, hái đi. Ngon quá à. Ngon lắm. Chừa lại đi con. Trái này còn không hái nè. Ngon lắm. Bên đây còn mấy trái trọng trọng mà non. Còn trái nhỏ cũng nhiều nhiều lắm nha. Thôi chừa lại đi. Mấy cái trái này chắc chừng ngày 2. Trời ơi má ơi, trái này nó già mẹ nó rồi, không hay nè Phượng. Nó già đâu mà con quay ra đó. Nó, cái trái nó xanh lè giờ là nó già nè các bạn. Ổng chui xuống đất nè, không thấy nè. Để làm giống luôn đi. Để làm giống luôn đi. Năm nay đậu rồng đỏ của mình thì mới ra bông thôi, chưa có rồi thôi vô. Ra trái, đậu rồng này là loại đậu rồng đỏ nè. Nó ra cái bông đỏ 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 vậy ha. Đậu rồng này thì trái nó to, nó dài lắm. Đó, đậu rồng vườn nhà An Tánh Cali các bạn. Mời bà con cô bác mình ha. Đậu rồng chợ trời bắn mắt lắm, này là mình trồng nhà được cũng lần thu hoạch cũng được, chắc cái này cũng được 20 trái. Mình thu hoạch tính ra đợt này được 2 được 3 rồi. Đúng rồi, sắp chuẩn bị vô mùa đông rồi đó các bạn. Rớt đây một cái nè. Con làm rớt đó mẹ. Rồi thôi mình đi vô nhà. Đi vô đi chuẩn bị đi dừa đó. Này là khổ qua trái tim nè các bạn. Rồi mẹ cầm mẹ đi vô. Bữa nay mình sẽ sang chậu cái cây đu đủ này, là cây đu đủ rừng nha các bạn. Hôm trước mình mua ở tiệm đeo ha. Nó nhỏ xíu à, bữa nay nó lớn rồi nè. Phải nghiêng lên xe. Hôm nay cắt nước nó cũng thời gian rồi đó. Mình giờ mình chịu khó lấy đất nước, đất ra bớt thôi. Nó có trái này nè các bạn, trái nó bị. Rồi cố gắng động nó đừng bị rụng trái nè. Đây là cái trái đu đủ rừng. Các bạn mình ở đây có ai trồng đu đủ rừng chưa? Có thì cho Phượng một cái comment nha. Lần đầu tiên hai chồng trồng cũng không biết là như thế nào nữa.
Rồi em đánh cái tay anh chị chịu sao nổi coi. Không biết là trái nó ăn ra sao nữa. Sang nó sang thấy lạ lạ, sang mua trang trồng thử. Rụng trái quá. Chết chết rồi, động rễ. Không khuyên động rễ rồi. Oh no. Chịu thôi sao giờ, đứt rễ quá trời. Đúng là tính không nổi không. Mà cái cây đu đủ rừng thì nó chịu sống cũng giỏi hơn cây đu đủ thường của mình. Nó chịu lạnh được hơn. Giờ mình trồng, cứ trồng đi rồi mình sẽ cập nhật chia sẻ với các bạn sau nha. Không, rễ nó hơi nhiều mà. Không biết là cái cây đu đủ mình có sống nổi hay không nè. Nó bị bể cái bầu rễ ra rồi. Rễ nó nhiều quá à. Tại sao muốn sang cái chậu lớn nè. Để đi, sao. Có duyên thì nó sẽ sống với mình. Không thì thôi. Đất lại nó còn ướt á, chứ lại cái chậu 10 cái lông nặng quá, khó sang lắm. Lúc này sao lấy anh sang chậu lớn vậy, không để chậu nhỏ vậy luôn? Không, chậu nhỏ nó không có đủ đất. Kệ đi, giờ nó mất sức rồi đó, chắc chắn 100%. Chú đủ mà phải trồng chậu lớn chứ chậu nhỏ quá. Rồi giờ đó chúng ta dặn lên cho nó ổn định trước đi tính sao. Bây giờ đó, mình sẽ dặn dưới gốc cho nó im rồi. Chắc mình tỉa mấy cái lá dưới gốc bớt. Cái lá này bớt đi. Giá nào biết có nấu uống được không ta? Ủa, rụng hết mấy trái này thấy không? Không, mấy trái đó rụng cũng phải anh. Mấy cái trái đó nó đỏ đỏ. Em nghĩ là nó đậu được vài trái thôi. Cái trái bự đó là sẽ đậu đó. Chưa biết, tại mình giờ động rễ nó rồi. Xuống lên trên bớt. Rồi, mình tạm thời cắt vậy thôi. Mình sẽ tưới nước vô cho nó ém rễ xuống ha. Trời nắng nắng nhưng phải tưới rồi. 10:30 chưa đến nổi. Này là mình hy vọng là mùa hè nó còn nắng nắng nóng nhiều á thì cây đu đủ sẽ lấy lại sức. Nếu mà nó yếu nó mệt là nó xong luôn. Tại vì nó đứt rễ với lại nó bị bể bầu rồi. À, video chia sẻ của vườn nhà anh Tánh đến đây xin tạm dừng nha cô chú anh chị. Hẹn gặp lại các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới. Các bạn xem kênh An Tánh thấy chia sẻ của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một cái like nha, một cái đăng ký kênh và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh An Tánh Cali phát video lên thì cô chú anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình An Tánh thì luôn luôn lúc nào cũng có câu chúc cô chú anh chị em và các bạn thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Bye bye, thank you.